Chào các bạn, là mình Kira đây. Mùa Back to School đã đến rồi và nếu các bạn đang có ý định mua sắm một vài món đồ công nghệ để phục vụ cho học tập và công việc thì hãy xem hết chiếc vlog này nha. Những món đồ mình sắp chia sẻ tới đây đều là đồ công nghệ mình đã và đang sử dụng trong vài năm nay. Và mình luôn có một suy nghĩ rằng nếu như được quay trở lại là sinh viên đại học thì chắc chắn mình sẽ mua ngay những món đồ công nghệ này. Vậy thì chúng mình cùng bắt đầu luôn nha. Nếu bạn muốn tìm một chiếc phụ kiện giá đỡ cho điện thoại iPhone thì nhất định bạn không nên bỏ qua món đồ này nhé. Đây là giá đỡ 3 chân của hãng Moft, tên sản phẩm tiếng Anh là Moft Invisible Tripod Stand. Và đúng như cái tên thì khi mà gặp lại, chiếc giá đỡ này nó giống một chiếc ví MagSafe gắn ở mặt sau của iPhone, trông cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Cho nên khi mình mở nó ra và umbelasibur, giờ nó đã thành một chiếc giá đỡ tripod cho iPhone rồi đó. Chiếc giá đỡ này có cấu trúc nó khá là mỏng, dày chưa đến 5mm. Khi mở ra thì nó sẽ tạo thành một cái khung đỡ hình tam giác và có thể điều chỉnh nhiều góc độ khác nhau. Mình có thể mở tripod ra và dùng điện thoại để quay video, quay reels, quay timelapse này, rồi có thể xoay ngang điện thoại để xem YouTube, xem Netflix. Mình cũng có thể gập tripod ra đằng sau khoảng 45 độ để quay một số cảnh showcase, unboxing, hay với một creator như mình thì mình có thể gấp cái phần giá đỡ lại và cầm trên tay để quay vlog bằng iPhone. Hay là đơn giản hơn, lúc nào bạn muốn dựng điện thoại trên bàn thì chỉ cần mở cái phần gập ra và để trên bàn như thế này là được. Đây có thể nói là chiếc tripod nhỏ nhất nhưng mà xịn sò nhất mà mình từng biết. Thiết kế tối giản, gọn nhẹ, có thể điều chỉnh được nhiều góc độ và quan trọng là có thể gấp gọn lại đằng sau lưng điện thoại. À, phần hít 5 châm thì phải nói là cực kỳ chắc chắn luôn các bạn ạ. Nếu mình không chủ động lắc mạnh thì về cơ bản là nó sẽ không bị bung ra. Bạn nào mà dùng điện thoại Android thì khi mà mua chiếc giá đỡ này, nó sẽ có kèm theo một cái chiếc vòng 5 châm MagSafe để gắn ở mặt sau của điện thoại, thế nên là các bạn không phải lo nha. Như mình là giờ mình cảm giác như là không thể sống thiếu chiếc Invisible Tripod này luôn các bạn ạ. Mặc dù là khi lắp vào lưng iPhone cùng với chiếc ốp cùng hãng thì chiếc điện thoại của mình nó trở nên nặng hơn và dày hơn, nhưng mà mình cảm thấy khá là đầm tay và có lẽ do quá quen với cái món đồ này rồi mà giờ nếu mà tháo chiếc giá đỡ ra, mình lại thấy nó cứ thiếu thiếu khi cầm điện thoại ấy. Và mình tin là với chiếc Invisible Tripod này thì các bạn học sinh, sinh viên sẽ có nhiều dịp hơn để tận dụng chiếc điện thoại của mình và quay lại thật nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời sinh viên. Bonus thêm một chút, nếu bạn chọn mua combo dành cho người làm sáng tạo thì bạn sẽ nhận được một chiếc hộp, trong đó bao gồm một chiếc ốp cho iPhone 15 hoặc là 15 Pro, một chiếc dây đeo chéo móc nối với điện thoại, chiếc giá đỡ 3 chân Invisible Tripod và cả chiếc giá đỡ kiêm ví MagSafe nữa. Chiếc giá đỡ này là một trong những sản phẩm đầu tiên của Moft mà mình sử dụng cách đây 2 năm và kể từ đó thì mình chính thức trở thành tín đồ của Moft luôn. Bên cạnh chiếc giá đỡ 3 chân thần thánh mà mình vừa chia sẻ thì còn có thêm một món đồ của Moft mà mình muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là chiếc giá đỡ đa năng gấp gọn dành cho laptop với tên sản phẩm tiếng Anh là Moft Sit Stand Desk. Thường thì khi ngồi lâu với laptop mình hay bị gù lưng, đau vai, cũng như là mắt luôn trong tình trạng phải nhìn xuống, gây nhức mắt, mệt mỏi. Và giải pháp sẽ là sắm một chiếc giá đỡ kê cao máy tính. Nhưng vấn đề là đa phần các cái sản phẩm giá đỡ laptop trên thị trường hiện tại nó đều được làm từ kim loại hoặc là nhôm và thường là sẽ khá cồng kềnh. Kể cả khi có gấp gọn lại được thì cho vào ba lô nó cũng sẽ rất là nặng. Thế nên là bên Moft đã thiết kế ra một vài sản phẩm giá đỡ có thể gấp gọn lại thành một tấm phẳng và được làm từ chất liệu da thuần chay. Chiếc Moft Sit Stand Desk mà mình đang sử dụng là phiên bản có chức năng điều chỉnh 4 góc độ khi ngồi, gồm 25 độ, 35 độ, 45 độ và 60 độ. Thêm vào đó là một góc độ dành cho những ai muốn đứng làm việc với chiều cao là 25cm. Khi gập vào thì chiếc giá đỡ này nó chỉ dày khoảng 1,3cm thôi và mình có thể dễ dàng cho vào trong ba lô hệt như một cuốn vở vậy. Mỗi lần mình mang laptop đi cà phê ngồi làm việc là sẽ mặc định đem theo cả chiếc giá đỡ này. Khi ngồi ở cà phê thì thường mình sẽ đặt laptop với góc 25 độ và có thể ngồi làm việc trong một thời gian dài mà không cảm thấy mỏi cổ, đau lưng hay là đau mắt. Thế nên bạn nào mà hay đem laptop đến trường rồi hay mang đi cà phê ngồi học thì các bạn có thể tham khảo và sắm một chiếc giá đỡ đa năng của Moft nha. Ngoài chiếc Sit Stand Desk này thì còn có chiếc giá đỡ cỡ nhỏ hơn của Moft với hai góc độ là 15 và 25 độ. Các bạn có thể tham khảo thêm trên gian hàng chính thức của Moft ở trên Shopee nhé. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc bàn phím không dây nhỏ gọn, thiết kế tối giản và chất lượng gõ phím cực kỳ tốt thì mình gợi ý bạn chiếc Low Free Flow mà mình đang dùng. Đây có thể nói là chiếc bàn phím yêu thích nhất của mình trong vài năm trở lại đây. Bàn phím này là thuộc dòng Low Profile với độ dày chỉ là 10mm, được làm hoàn toàn từ aluminium, có đặc điểm là bền lâu và nhẹ.
Mặc dù khi mà mình cầm trên tay thì cảm giác nó sẽ như kiểu là cầm một tấm kim loại, nhưng mà nó lại rất là nhẹ, chỉ nặng có 568g thôi. Bàn phím này sử dụng một loại switch mà thú thật mình cũng không rành lắm, mà đọc cũng không thuận miệng, thế nên là mình sẽ để tên ở trên màn hình nhá, để các bạn có thể đọc. Cái hồi mới ra mắt sản phẩm này thì thấy họ nhấn mạnh cái phần switch lắm. Mình thì cũng không tìm hiểu kỹ về switch, chỉ biết là khi mà nghe tiếng gõ ở trên video review là mình thấy ưng và chốt mua luôn. Và đúng là tiếng gõ phím rất là thích các bạn ạ, kiểu nó creamy, êm ái, nó dễ chịu ấy. Bàn phím có thể kết nối theo hai cách là kết nối dây USB-C và kết nối Bluetooth. Ngoài ưu điểm là tiếng gõ phím êm thì mình thấy pin của bàn phím này cũng rất là khỏe. Nhiều brand có giới thiệu là bàn phím này có thể sử dụng liên tục trong 40 tiếng. Cơ mà theo trải nghiệm cá nhân của mình thì mình thấy có những lần mình sử dụng đến 2 tuần mà không phải sạc. Mình đoán là bàn phím nó có chế độ sleep sau mỗi lần không sử dụng, thế nên là có thể tiết kiệm pin lâu dài. Và mình nghĩ là nó rất là phù hợp để các bạn có thể mang đi khắp mọi nơi mà không lo bị hết pin bàn phím. Mà kể cả khi có hết pin thì chỉ cần cắm dây sạc nối bàn phím vào laptop là được. Tất nhiên, với một chiếc bàn phím có nhiều ưu điểm như vậy thì mức giá có thể sẽ lại là điểm trừ đối với nhiều bạn. Thật ra ban đầu thì mình cũng hơi đắn đo không biết có nên giới thiệu chiếc bàn phím này không, vì có thể sẽ có nhiều bạn nghĩ rằng bàn phím 2-3 triệu ai dám mua. Nhưng mà là một người đã và đang sử dụng chiếc bàn phím này hàng ngày thì mình thấy số tiền mình bỏ ra là xứng đáng so với những gì mà bàn phím đem lại cho mình, bao gồm trải nghiệm gõ phím cũng như là cái sự tiện lợi khi mà mình có thể vừa sử dụng ở nhà, vừa mang ra cà phê học bài hay làm việc. Các bạn hãy coi như đây là lời chia sẻ mang tính tham khảo. Và nếu bạn đã quyết định chọn mua bàn phím Low Free Flow thì mình chắc chắn sẽ ủng hộ bạn nha. Thêm một chiếc chuột nữa cho nó đủ phụ kiện laptop nha. Đây là chuột không dây GU Attack Shark R1 mà mình mới mua ở trên Shopee. Hồi đầu thì mình cũng hơi nghi ngờ những cái con chuột mua ở trên Shopee, và thường thì chỉ dám mua những chiếc chuột của hãng nổi tiếng như là Logitech hay là SteelSeries thôi. Cơ mà kể từ khi cầm trên tay chiếc chuột này thì mình phải thay đổi suy nghĩ một chút. Chính ra chuột mua ở trên Shopee cũng khá ổn đấy chứ, đặc biệt là chuột của hãng GU. Thật ra thì cho đến đầu tháng 7 vừa rồi, mình vẫn dùng chiếc Logitech G304 thân quen, nhưng bị một cái là chiếc G304 này lại chỉ có thể kết nối bằng USB không dây. Thành ra thì mỗi khi mang laptop ra ngoài ấy, mình lại phải dùng chuột khác vì MacBook của mình nó không có cổng cắm USB thông thường, cũng như là mình không mua bộ chuyển. Thế là mình quyết định là sẽ mua một chiếc chuột vừa có thể kết nối USB không dây, vừa kết nối được cả Bluetooth để mình có thể vừa dùng ở nhà, vừa mang đi ra ngoài cà phê. Và cuối cùng mình chọn chiếc Attack Shark R1 này. Ban đầu khi mới sử dụng thì mình thấy nó nhẹ quá, vì có thể là do cầm chiếc Logitech G304 quen rồi. Nhưng mà càng sử dụng lâu thì càng thấy thích. Phần thiết kế nhìn chung là cũng rất là giống với con chuột chơi game hồi xưa mình từng dùng. Thế nên mình thấy nó cũng phù hợp với các bạn nào mà hay chơi mấy tựa game bắn súng như là CSGO hay là PUBG á. Ok, thế là đã xong các món đồ phụ kiện cho laptop. Đến đây, nếu các bạn nào nghĩ là mình sẽ giới thiệu laptop phù hợp cho học sinh sinh viên thì thật ra là nó cũng rất là khó để mình có thể đưa ra tên một chiếc máy tính cụ thể, vì nó còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, mức giá cũng như là cái hệ điều hành nữa. Ví dụ như mình trong suốt quãng đời sinh viên thì mình dùng laptop Windows của hãng Asus, ban đầu là gaming laptop này, sau đó thì đổi sang dòng ZenBook cho nó nhẹ. Nhưng mà trong một năm trở lại đây thì mình lại sử dụng MacBook, thế nên là về laptop thì các bạn hãy cứ tìm mua cho mình một chiếc máy tính nào mà bản thân cảm thấy rất là ưng nha. Còn nếu bạn có ý định mua máy tính bảng, tablet ấy, thì chắc chắn mình sẽ gợi ý bạn mua iPad. Với cái sự phát triển của các iPad đời mới hiện tại thì bạn có thể tối ưu hóa iPad cho rất là nhiều việc. Một ví dụ điển hình đó là sử dụng iPad để ghi chú thay cho vở giấy thông thường. Việc làm này thật ra là khá phổ biến. Khi mà bạn lên YouTube gõ tìm kiếm iPad Take Note thì sẽ có rất là nhiều video hướng dẫn cách ghi chú sao cho nó đẹp mắt rồi nên sử dụng ứng dụng nào. Bản thân mình cũng đã chuyển sang ghi chú bằng iPad, đặc biệt là cho việc học ngoại ngữ. Việc ghi chú bằng iPad có hai ưu điểm như sau. Thứ nhất, đó là nó giúp hệ thống hóa kiến thức một cách dễ dàng hơn. Ví dụ, với ứng dụng Notability mà mình đang sử dụng để take note học ngoại ngữ ấy, thì mình có thể tìm kiếm các cái mục ghi chú một cách nhanh chóng thay vì cứ phải lật từng trang vở để tìm. Thứ hai, ghi chú bằng iPad sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá là giấy tờ, sách vở. Bạn sẽ không còn phải xách một chiếc ba lô chứa đầy các cuốn vở hay là để đống giấy tờ ghi chú một cách bầy bừa trên bàn, qua đó giúp chiếc bàn làm việc cũng trở nên gọn gàng hơn. Ngoài lợi ích trong việc ghi chú ra thì iPad còn có rất nhiều tính năng hữu ích phục vụ cho việc học tập của các bạn học sinh, sinh viên. Ví dụ như bạn có thể sử dụng iPad để tải về các tài liệu học tập và xem trực tiếp trên đó. Bạn có thể vừa mở video bài giảng, vừa ghi chú bằng iPad với tính năng chia đôi màn hình, hay đơn thuần là tìm kiếm thông tin, tra cứu từ vựng ngoại ngữ một cách nhanh chóng qua các ứng dụng.
Ban ngày thì bạn sẽ dùng iPad để học và làm việc, còn về chiều tối thì bạn sẽ dùng iPad để giải trí và chơi game. Với các dòng iPad đời mới trong vài năm trở lại đây thì các bạn có thể chơi rất là nhiều tựa game hay. Ví dụ như mình thì dạo này mình đang chơi game Solo Leveling. iPad có thể kết nối với cả bàn phím và chuột và sử dụng như một chiếc máy tính. Nhìn chung là có rất nhiều cách để bạn tận dụng iPad và tối ưu hóa cho học tập và làm việc của bạn. Câu hỏi bây giờ đó là nên mua loại iPad nào? Thì như mình cách đây 4 năm ấy thì mình mua iPad Air 4 và cách đây vài tháng thì mình đổi sang iPad Pro 2022 13 inch chip M2. Cái này thì mình mua hàng second hand. Tuy nhiên, với các bạn học sinh, sinh viên thì mình gợi ý các bạn tham khảo trên trang chủ apple.com nhé. Vì đang là mùa back to school thế nên là Apple có chính sách trợ giá cho giáo dục với rất là nhiều ưu đãi. Ví dụ như nhận thêm AirPods khi mua Mac và Apple Pencil khi mà mua iPad trực tiếp ở trên store của Apple. Mình sẽ để thêm thông tin và đường link ở dưới phần mô tả để các bạn có thể tham khảo và cân nhắc mua cho mình một chiếc iPad phù hợp với mục đích và nhu cầu sử dụng của cá nhân các bạn nhé. Nếu các bạn muốn tìm mua một chiếc tai nghe chống ồn chất lượng tốt và bền lâu thì mình gợi ý các bạn chiếc tai nghe Sony WH-1000XM5 nhé. Đây là chiếc tai nghe mình đã dùng trong gần 2 năm trở lại đây. Trước đó thì mình có dùng đời cũ là X-M4 cũng rất là ổn áp và dùng từ năm 2021. Đến giờ thì tuy trông hơi tàn tạ một chút nhưng mà chất lượng âm thanh và tính năng chống ồn vẫn không thay đổi. Lý do mà mình chọn chiếc tai nghe này là bởi vì kết cấu của tai nghe có hình oval, nhờ thế mình có thể đeo lâu mà không bị đau tai. Ở trên thị trường hiện giờ thì có rất là nhiều dòng tai nghe xịn chất lượng cao nhưng mà cái phần tai nghe nó lại được thiết kế theo hình tròn, tuy trông đẹp nhưng mà chỉ cần đeo vào một thời gian là sẽ thấy đau á. Là một người sử dụng dòng tai nghe chống ồn của Sony một thời gian dài thì mình đảm bảo với các bạn là khi ra cà phê, bạn sẽ không bao giờ bị phân tâm bởi tiếng ồn xung quanh khi đeo chiếc tai nghe này. Có những hôm mà mình ra cà phê ngồi làm việc, mình đeo tai nghe lên và cứ thế tập trung vào màn hình máy tính. Thế rồi đến giờ nghỉ giải lao, mình tháo tai nghe ra thì tự dưng nghe thấy tiếng khoan ầm ầm ở ngay nhà bên cạnh. Mình kiểu, ôi, đeo tai nghe vào mà mấy tiếng khoan sao mà nghe chill vậy, cứ như là beat lofi vậy á. Thôi mình nói vui xíu à. Cuối cùng, nếu bạn muốn tìm một chiếc máy quay nhỏ gọn, dễ dùng để quay lại những thước phim cuộc sống sinh viên thì mình gợi ý bạn chiếc máy quay DJI Osmo Pocket 3 này. Đây có thể nói là một trong những best buy của mình trong vòng 1 năm trở lại đây. Mặc dù từ trước đến giờ thì mình quay chủ yếu bằng máy ảnh Fujifilm, nhưng quay bằng máy ảnh cũng có rất là nhiều điểm hạn chế. Ví dụ như là tính năng chống rung nó không được tốt lắm, cũng như là nó to khiến mình cảm thấy hơi ái ngại khi cầm để quay ở ngoài đường. DJI Osmo Pocket 3 thì lại đáp ứng được các nhu cầu đó. Vì là máy quay được gắn trên một chiếc thân gimbal thế nên là tính năng chống rung thì cực kỳ đỉnh. Kích thước thì chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay thế nên là mình có thể cầm và quay ở mọi lúc mọi nơi mà không sợ bị nổi bật quá. Chiếc máy quay này có thể quay theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang, phù hợp cho những bạn nào vừa muốn quay để up TikTok và Reels, vừa muốn edit một chiếc vlog dài để up lên YouTube. Và đặc biệt là nó rất phù hợp cho những chuyến đi du lịch. Trong đợt đi đảo Lý Sơn vừa rồi thì mình quay gần như toàn bộ các thước phim bằng chính chiếc DJI Osmo Pocket 3 này luôn. Nếu bạn nào có mong muốn dấn thân vào công việc làm sáng tạo khi vẫn đang đi học thì mình gợi ý các bạn mua Creator Combo cho máy quay này. Bên trong sẽ bao gồm chiếc máy quay DJI Osmo Pocket 3, một chiếc micro thu âm, pin dự phòng và một số phụ kiện khác. Giá cũng rất là ok luôn nếu so với những chiếc máy ảnh, máy quay vlog ở ngoài thị trường như là Sony ZV-1 hay là Canon M50. Và đó là tất cả những món đồ công nghệ mà mình muốn chia sẻ với các bạn nhân dịp mùa Back to School này. Mình tin rằng mỗi món đồ mà mình giới thiệu sẽ đều giúp ích được cho các bạn ở một khía cạnh nào đó trong cuộc sống sinh viên. Chúc các bạn học sinh sinh viên có một kỳ học mới thật là năng động và vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người ở những vlog tiếp theo nha. Bye!